phải chăng Tổng Bí thư Tô Lâm tháo lui trước áp lực của phe quân đội và Trung Quốc có vai trò gì? Vào ngày 3 tháng 9, truyền thông quốc tế đồng loạt đưa tin về sự kiện Tổng thống Philippines đã sửa lại lời cảm ơn Việt Nam đã được đăng trên các trang mạng xã hội trước đó. Được biết, ông Tổng thống đã viết một status cảm ơn Việt Nam ủng hộ Manila về phán quyết ở Biển Đông. Vào ngày 30 tháng 8, ông Marcos đã viết như sau: "Chúng tôi cảm ơn Việt Nam về sự ủng hộ đối với phán quyết của tòa trọng tài." Dòng thông điệp này được đăng ngay sau khi Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, ông Phan Văn Giang, đến chào xã giao Tổng thống Philippines. Thay vào đó, dòng thông điệp mới được sửa lại là: "Cùng nhau chúng ta duy trì cam kết thực hiện các giải pháp hòa bình, giảm leo thang căng thẳng và đảm bảo pháp quyền và một trật tự quốc tế dựa trên luật pháp được thăng hoa trong khu vực của chúng ta." Sự thay đổi thông điệp của Tổng thống Philippines liên quan đến việc tòa trọng tài quốc tế đã ban hành phán quyết đối với vụ án Philippines kiện Trung Quốc về Biển Đông vào ngày 12 tháng 7 năm 2016. Theo giới quan sát quốc tế, trong bối cảnh Philippines đang thắt chặt quan hệ đồng minh với Mỹ, việc ông Philippines viết lời cảm ơn chính phủ Việt Nam đã ủng hộ phán quyết của tòa trọng tài quốc tế là sự kiện hết sức quan trọng. Theo thông điệp ban đầu của Tổng thống Philippines, phía Việt Nam đã hoan nghênh phán quyết vừa kể trên và ủng hộ mạnh mẽ việc giải quyết tranh chấp Biển Đông bằng biện pháp hòa bình. Tuy nhiên, trên thực tế Hà Nội chưa bao giờ lên tiếng chính thức ủng hộ hay không ủng hộ phán quyết nêu trên của tòa trọng tài quốc tế, mặc dù các phát ngôn của Việt Nam từ trước đến nay đều hàm ý ủng hộ phán quyết này. Giáo sư Thayen đặt vấn đề không rõ bên Việt Nam có đưa ra bất kỳ yêu cầu nào liên quan đến việc thay đổi nội dung từ ông Marcos hay không. Theo giới quan sát quốc tế, Việt Nam đã rất cẩn thận để không bị xem là nhập phe với bất kỳ quốc gia nào chống lại Trung Quốc, nên Việt Nam có yêu cầu thay đổi nội dung là hoàn toàn có căn cứ. Hơn nữa, trong cuộc họp với Tổng thống Marcos, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang vẫn khẳng định Việt Nam đang theo đuổi chính sách quốc phòng 4.0. Đáng chú ý, kết thúc chuyến thăm của tướng Giang tới Manila, hai bên vẫn chưa ký được một thỏa thuận nào ngoài một ý định thư về tăng cường hợp tác trong việc hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ ngoài biển, y tế, quân đội. Việc Tổng thống Philippines phải thay đổi nội dung thông điệp có liên quan gì đến bối cảnh đấu đá quyết liệt trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay hay không, khi Tô Lâm vẫn chưa nắm được quyền lực tuyệt đối? Hơn nữa, một số ý kiến cho rằng trong các ban của Đảng, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường đã và đang chỉ đạo tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, trưởng ban tuyên giáo Trung ương, phải sử dụng hết công suất của kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam là cơ quan ngôn luận của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng để phản ánh quan điểm chính thức của lãnh đạo lực lượng quân đội. Có những đồn đoán cho rằng ban lãnh đạo Bắc Kinh đang giật dây cho đám tay chân thân Trung Quốc trong Đảng để đảo ngược tình thế và hạ bệ Tổng Bí thư Tô Lâm trước đại hội lần thứ 14. Phe quân đội được cho là muốn khẳng định rằng trung tâm quyền lực chính trị của Việt Nam thuộc về quân đội chứ không phải do công an kiểm soát và thao túng như hiện nay. Có một số đồn đoán cho rằng sự trỗi dậy của các tướng lĩnh quân đội, đặc biệt là Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, trưởng ban tuyên giáo Trung ương, bằng việc sử dụng lực lượng dư luận viên đã buộc Tổng Bí thư Tô Lâm phải chấp nhận lùi bước. Theo đó, trước áp lực của phe quân đội, Tổng Bí thư Tô Lâm được cho là không những chủ động rời ghế chủ tịch nước để nhường lại cho phe quân đội, mà còn âm thầm điều chỉnh lại những tuyên bố tích cực sau chuyến thăm Philippines của Đại tướng Phan Văn Giang. Không phải vô cớ mà có những đánh giá cho rằng ông Tô Lâm có làm Tổng Bí thư tại Đại hội 14 hay không là điều khó đoán trước được. Quý vị và các bạn theo dõi bản tin "Phải chăng Tổng Bí thư Tô Lâm tháo lui trước áp lực của phe quân đội và Trung Quốc có vai trò gì?" Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Vụ nam sinh đường lên đỉnh Olympia, ai đã chỉ đạo chữa lửa bằng xăng? Nhắc đến cuộc thi đường lên đỉnh Olympia, người Việt Nam từng nghĩ tới câu hỏi vì sao các nhà vô địch Olympia ít trở về nước làm việc. Được biết cho đến nay chỉ có 3 nhà vô địch trở về Việt Nam làm việc sau thời gian du học tại Úc. Chuyện thí sinh Chu Ngọc Quang Vinh, 17 tuổi, người đã giành được giải nhất
vòng thi tháng của cuộc thi đường lên đỉnh Olympia vào năm thứ 24, vừa được công an mời làm việc vì đã được ra nhận xét giáo xấu về đảng trên trang Facebook cá nhân, đã gây bão trên mạng xã hội trong dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Truyền thông nhà nước vào ngày mùng 2 tháng 9 cũng đồng loạt đưa tin thí sinh Chu Ngọc Quang Vinh, lớp chuyên Anh, trường chuyên Nguyễn Tất Thành, tỉnh Yên Bái đã gây phẫn nộ với cộng đồng vì vô ơn với đất nước chỉ mơ mộng hão huyền nơi xứ người. Qua tìm hiểu Facebook, Quang Vinh đã viết một status trên trang cá nhân với nội dung: cuối cấp 2 là tôi tiếp cận với văn hóa phương Tây cao trào nhất. Dần dần tôi phát hiện ra những gì mình được học ở trường mấy lâu nay không hoàn toàn là sự thật. Chỉ biết lừa gạt dân nên tìm mọi cách để sau này được sống ở nước ngoài. Và rồi tôi lại muốn rời Việt Nam, chắc là tôi sẽ không bao giờ nhìn đảng một cách tích cực hơn nữa, dù tôi đã từng cố để ít nhất là kệ đảng. Người dân ở đất nước tôi sinh ra chọn ta thút quê là giữ nguyên hiện trạng, nên thôi mình không ủng hộ thì mình đi. Ngay sau khi status này được đăng lên trên trang Facebook, Sở Giáo dục tỉnh Yên Bái phối hợp với Công an tỉnh Yên Bái đã vào cuộc. Đồng thời, truyền thông nhà nước cũng đồng loạt tấn công em học sinh này, coi đây là hành vi chưa phù hợp, hành động thiếu suy nghĩ của Chu Ngọc Quang Vinh với cáo buộc gây phẫn nộ đối với cộng đồng mạng vì vô ơn với đất nước. Các hình ảnh và bài viết trên báo chí truyền thông nhà nước cho thấy Công an tỉnh Yên Bái đã làm việc với nam sinh vào ngày 2 tháng 9. Sau đó, nam sinh đã viết một status mới theo đúng quy trình như sau: xin lỗi về phát ngôn bừa bãi và nông cạn của mình và xin nhận hoàn toàn trách nhiệm về những phát ngôn này. Trên mạng xã hội, ngoài một số đông lực lượng dư luận viên phẫn nộ theo tinh thần Hồng Vệ Binh, công kích nam sinh Chu Ngọc Quang Vinh khi cho rằng có tài mà không có đức là vô dụng, là kẻ vô ơn. Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến ủng hộ em và cho rằng Vinh đã nói thật về ước mơ của mình và em khá dũng cảm khi dám nói ra những suy nghĩ cá nhân. Đây là điều cần được khuyến khích. Những điều nam sinh Vinh nghĩ và viết là dấu hiệu cho thấy đây là một người tài có hoài bão, nếu được định hướng tốt, được hưởng nền giáo dục tốt thì sẽ trở thành một tài năng lãnh đạo tương lai. Điều nam sinh Vinh biểu đạt đã phản ánh chính xác thực trạng của xã hội Việt Nam hiện nay. Đây là quyền tự do biểu đạt của mỗi cá nhân, thuộc quyền tự do ngôn luận đã được Hiến pháp Việt Nam hiến định. Ứng xử của cơ quan quản lý tỉnh Yên Bái là khá thô bạo. Theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015, đối với người chưa trưởng thành dưới 18 tuổi, trong trường hợp này lẽ ra chính quyền nên cho phép nam sinh viên Vinh được tranh luận với các chuyên gia giáo dục để làm rõ về vấn đề đúng sai, không cần thiết phải đưa công an vào cuộc. Công luận thấy rằng bỏ qua sự đúng sai trong status của nam sinh viên Chu Ngọc Quang Vinh, việc Sở Giáo dục và Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương vào cuộc vô tình như đổ thêm dầu vào lửa và đã tiếp sức cho sự loan truyền thông tin bất lợi cho đảng và nhà nước đúng vào ngày mùng 2 tháng 9. Theo nhà báo Tâm Chánh, cựu tổng biên tập báo Sài Gòn tiếp thị như sau: có ra gì một chế độ xã hội cảm thấy đắc thắng khi người lớn dùng công quyền để truy bức một thiếu niên vì quy cho nó vô ơn hay không? Xin đừng quên, trong một xã hội văn minh, nơi nhân phẩm con người được coi trọng, luôn đề cao câu danh ngôn, tôi có thể không đồng ý với những gì bạn nói, nhưng tôi sẽ bảo vệ đến cùng quyền được nói của bạn. Đó là tinh thần của một xã hội phát triển. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin vụ nam sinh lên đường lên đỉnh Olympia, ai đã chỉ đạo dùng xăng chữa lửa. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.